Mến chào quý vị, anh chị, cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Đầu xuân năm mới, Phú xin gửi lời chào trân trọng. Cảm ơn tất cả quý vị, anh chị, cô chú đã theo dõi và ủng hộ trong thời gian vừa qua. Thì chúc tất cả quý vị, anh chị, cô chú năm mới mạnh khỏe và đạt nhiều may mắn trong cuộc sống. Và rất mong tiếp tục được nhận được sự quan tâm ủng hộ của tất cả quý vị, anh chị, cô chú trong thời gian tới. Hôm nay em có một số cái sản phẩm máy lọc không khí và máy tạo ẩm, quay cho quý vị, anh chị, cô chú cùng xem. Đầu tiên trước mắt dưới chân đây là một sản phẩm Daikin. Đây người ta ghi là tạo ẩm da ẩm này, không khí giặt sên khi là máy tạo ẩm và lọc không khí. Đấy thì đây là dòng sản phẩm Daikin MCK55 NBK-T. Càng này là hàng sản bảo hành 1 năm nha quý vị nhé, 1 năm nhé. Đây có chữ 1 niên này. Năm sản xuất là 2012. Có dung tích, đây là dung mà lượng 2,7 lít. Nước ấy, hàng cũ thôi. 2012 giá 1 triệu nha quý vị nhá. Đắt đây cũng không rẻ lắm. Đấy, con này thì nó cũng không nặng lắm. Tầm 5 6 7 cân như là một cái. Con nặng 8 9 cân. Nhẹ thì 3 4 cân. Con này thì nó cũng không còn mới lắm, cái đời nó cũng khá là sâu, 2012. Qua xung quanh nhà viện thì mình cũng xem. Cái này thì không biết là hàng made in ở đâu, thì hàng nó sẽ hơi to nên là hơi ngại. Tí lên mấy con trên này nó mỏng hơn, xoay ra sau cho viện dự xem. Tiếp theo là một sản phẩm Daikin khác, cũng là MCK500 PKS-W. Giá khá đắt, đời sản xuất 2013, dung tích 3 lít. Con này nó nhỏ gọn hơn chút hơn con bên này. Giá nó là 1 triệu rưỡi thôi. Đấy, 1 triệu rưỡi là chưa bao gồm các vận chuyển nha quý vị nhá. Nếu bác qua đây hỏi giá này thì gần 5 đô la, không biết sao được. Giá người ta bán tại quán. Hàng này là hàng made in China. Nói chung đa số là made in China thôi mà. Sáp cái gì thì Daikin bây giờ thì made in Việt Nam cũng có điều hòa, nhưng mà đa số là made in China. Đây, bên này là một sản phẩm sáp này. Sáp này thì hy vọng là nó sẽ made in Japan được. Nó còn ôi con này nhẹ lắm, có cái bánh xe dưới này là nhẹ lắm, dễ đẩy á. Cái coi phía sau cho viện chị chú cùng xem này. Cũng là made in China luôn. Đa số là ở Nhật này thì trước trong quá trình học tiếng Nhật thì có một cái bài viết, mình viết là 86% hay là bao nhiêu trăm hàng hóa tất cả các hàng tiêu dùng là của Nhật Bản này là xuất xứ từ Trung Quốc, một từ hàng ăn uống các thứ quý vị nhé, không phải là chỉ hàng này là không thôi. Hàng ăn uống và hàng linh kiện phụ trợ thì đa số là Trung Quốc, từ các công ty Nhật đặt tại Trung Quốc sản xuất rồi đưa sang. Bảo hành 1 năm này, sáp này, giá 1 sen 5 sen 9 6 sen chưa thuế, 7 sen, sen thì gần 1 triệu tư, hơn triệu tư cả thuế. Nên nữa là hơn triệu tư đấy. Đây là 2013, 3 lít có ion này. Đấy, hàng bên này. Con này khá đẹp nha quý vị. Các chức năng thì vẫn là đầy đủ như các cái dòng khác thôi. Cũng bật nước, bật nước rồi bật lọc rồi bật chừng thêm nước thì tự động rồi chỉnh chờ eco hay là phấn hoa gì đủ hết. Nó bên này là một sản phẩm Daikin khác, một CK 551T, con này rẻ hơn 900.000 cả thuế. Hàng đã sử dụng thôi, đời 2012 và đã có dung tích 2,7 lít, con này là bằng cái con đầu kia luôn. Đấy, giờ này là mấy em khá là cũ chút. Bằng con này, đây là một sản phẩm AHC127 của thằng Maker nào đây? Không thấy Maker nào cả. Không thấy nhà sản xuất là nhà sản xuất gì. Nhưng con này là thằng 2018. Ngày sản xuất 2018, giá là khoảng hơn 1 triệu. Chưa thuế. Và con này là công suất là 1250W, điện áp 100V và tất nhiên là cũng sản xuất tại nhà máy Trung Quốc.
Rồi. À, lên tầng 2 thôi quý vị ạ. Tầng 2 thì từ đầu lại nhé. Đầu lại là một sản phẩm sáp KCD40 với kép. Nó có giá là khoảng tầm 1 triệu bao nhiêu được, 1 triệu 7 gì đó, cả thuế, sản xuất người 2014, 2,5 lít. Đấy. Sáp nói chung là cũng là tất nhiên là made in China thôi. Cũng không có gì khác biệt cả. Xưởng sản xuất của người ta được bên đó thôi. Sanyo. Việt Nam là Sanyo. Sanyo giá khoảng tầm 900 nghìn cả thuế, đời 2010. Dung tích 2,5 lít nha quý vị. Quay xa quý vị thấy. Nói chung hàng cũ bên này nhưng mà người ta bán người ta cũng tương rất là đẹp. Và khi mà người ta mua về người ta cũng có công đoạn vệ sinh các thứ. Cũng khá đẹp. Đây là một sản phẩm sáp khác này. À, đắt 2013 2,7 lít với giá 1,8 triệu. Đắt thật. Con này sao đắt thế? Mình biết thì ở đây. Đứa bé mà đắt. Cái này là một em của sản xuất của nhà xuất KD. Hàng nguyên hộp. À, chưa sử dụng. Giá 1 triệu. Không có năm sản xuất. Và bảo hành 1 năm. Đấy. Bên này là một sản phẩm của gì đây? Indonesia là dạng sản phẩm gì? 2016, 5,5 lít cơ. Cái này có tí về mà cái bình nước không? Cái này thì chắc là chỉ có tạo ẩm thôi. Ở đây tạo ẩm thôi, tạo ẩm thôi, chứ không có lọc không khí. Cái ẩm này thì Việt Nam mình đây, mua gì hỏi gì, xem gì mất công không? Còn hôm nay là một sản phẩm Rinnai, à chả. Đây là lò sưởi, LP ga sưởi. Cái này lò sưởi dùng ga sưởi các quý vị, chứ không phải là lọc không khí. Ở trên này có mấy em của sáp với giá cao hơn từ 2,5 triệu đến 3,2 triệu đến 2 triệu. Rồi cho nên mấy em lọc không khí đấy khá nhiều đấy. Rồi, đây là em chụp một cái ảnh. Rất là nhiều quý vị ạ. Ở cái quán này thì nó tivi, máy giặt này, xe đạp này, đạp trẻ con, đạp người lớn, rồi tủ lạnh nhiều lắm, rồi mấy cái đồ máy cơ khí, máy khoan, máy cắt, máy bào, máy gặt lúa, máy cấy, rồi đủ thể loại luôn. Đây là mấy cái bình nước siêu tốc. Bình nước siêu tốc thì em cũng đang dùng một cái loại của thằng sáp để bằng hình chữ nhật chật chẹt như này kiểu vậy, nhưng mà của em to hơn 2 lít, dùng cũng rất là ok. Thì nói chung thì nó cũng như ở Việt Nam mình thôi, nó cũng chả khác gì mấy đâu. Cái độ bền thì chắc là nó có thể là hơn chút so với mấy ông mình mua ở Việt Nam thì hàng Trung Quốc, các hãng của Trung Quốc. Còn mấy hãng như kiểu Toshiba thì mình hãy vào dùng vẫn ok. Các bác cứ mua mấy cái đấy cho nó rẻ. Nhiều bác hỏi mấy cái bình gì nhỉ, bình nấu siêu tốc bên này về thì cũng được thôi, đơn giản thôi. Nhưng mà thì mấy cái này nó nhẹ, mà hàng mới nó cũng không đắt lắm. Nhưng mà thật ra thì mua về nó đắt hơn so với mua ở Việt Nam nhiều. Mua ở Việt Nam cũng được, nhưng cũng dùng tốt. Việt Nam bây giờ đang sắp đi lên cường quốc rồi, mọi thứ nó đều chất lượng dần nó cải thiện tốt hơn rất là nhiều. Và đây là rất là nhiều tivi nha quý vị. Cho điền vòng quý vị cùng xem. Tivi nhiều lắm. Đây là mấy cái máy hút bụi, nhiều đồ. Đấy. Sau bên này là điều hòa không khí này. Đây có rất nhiều điều hòa không khí nha quý vị nha. Điều hòa mới đắt lắm. Đây là mũ bảo hiểm, rồi xe đạp, mới xe đạp cứ em quay đây. Rất nhiều loại. Đua rồi địa hình rồi thể thao rồi xe đạp thường, rồi con gì có hết, rất là nhiều. Đấy, em xin chấm dứt video tại đây.
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ theo dõi và chúc mừng năm mới tất cả quý vị dự của chú. Sẽ gặp lại trong các video lần sau. Sẽ đọc gốc kìa.